Tối ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Chuyên cơ của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 19:50, muộn khoảng 1 tiếng so với giờ dự kiến. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken tới Việt Nam để thúc đẩy các cuộc thảo luận quan trọng với các đối tác Việt Nam trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Ngoại trưởng Hoa Kỳ sẽ có các cuộc gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ gặp gỡ cán bộ giảng dạy, sinh viên và các nhà khoa học của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Trong chuyến thăm, ông Blinken sẽ tham quan một số nghiên cứu của trường về trí tuệ nhân tạo AI, robot và máy lọc không khí, đồng thời thảo luận về khả năng hợp tác của Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại sứ quán Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo và giáo dục khoa học. Ông cũng sẽ theo dõi màn trình diễn thi đấu robot của các em học sinh Việt Nam đang chuẩn bị cho giải vô địch VES Thế giới sắp tới tại Dallas, Texas. Đây được xem là sự kiện nêu bật những hỗ trợ của Hoa Kỳ trong lĩnh vực STEM, vốn rất quan trọng đối với sự phát triển không ngừng của Việt Nam trong việc phát triển kinh tế, thúc đẩy sự thịnh vượng của khu vực và nuôi dưỡng một thế hệ các nhà khoa học mới. Ông Antony Blinken cũng sẽ dự lễ khởi công khu phức hợp Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.